Ok, hello anh em. Hôm nay tôi sẽ cùng anh em trải nghiệm con game Witch Legacy, con game có chủ đề về thanh gươm diệt quỷ. Trước khi vào video thì mong anh em bỏ ra 10 giây để like và đăng ký. Đó sẽ là động lực để tôi ra video. Đầu tiên là tôi thấy game này đồ họa đẹp mà còn mượt nữa, khá là ok luôn. Giờ đi làm nhiệm vụ để lên level. Để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ thì phải cần có kiếm. Giờ tôi sẽ tìm chỗ mua kiếm cái đã. Đây rồi anh em, NPC này sẽ bán kiếm cho chúng ta. Quá ngầu luôn. Ở đây có cả viêm trụ nữa nè. Chúng ta có thể học hơi thở lửa ở đây. Tôi sẽ học nó ở video lần sau ha. Có kiếm là khác biệt liền. Có cả Zenitsu ở đây luôn. Anh em nào muốn nhập code thì kéo xuống phần mô tả nha. Video cũng tới đây thôi. Hẹn anh em ở video lần sau.